Duy đâu rồi? Dạ chắc ảnh đi qua nhà anh Bình chơi rồi đó má. Suốt ngày cái ăn chơi nhậu nhẹt, không lo làm ăn gì hết làm sao khá nổi. Mày khờ thiệt á, biết bao nhiêu thằng không lấy, lựa ngay cái thằng đó. Má có câu đó má nói hoài à, má không chán chứ con thì con cũng chán lắm rồi, thôi má đừng nói nữa. Ủa chứ má nói có sai đâu, việc làm thì bấp bênh, ăn nhậu suốt ngày còn đánh đập vợ con nữa. Con vợ cũ của nó chịu không nổi nên mới bỏ nó. Sao mày dại dột mày nhảy vô vậy hả con? Giờ có nói thì được gì nữa, con với ảnh cũng đã có bé tin rồi, có thay đổi được gì nữa đâu hả má. Mày nói tao càng tức á. Mày mới sanh xong à, tao mới đem hai mẹ con mày về để lo lắng, chứ đâu phải đem hai vợ chồng mày về nuôi luôn nó đâu. Khi khống khi không, rước của nợ về nhà thiệt tình. Nhà này kỳ ha, cứ canh tôi ra khỏi nhà là hai mẹ con mấy người nói xấu sau lưng tôi vậy hả? Sao nói nữa đi, nói nữa đây. Đói đói nghĩa nghĩa đói bụng, nghĩa đói bụng đúng không? Tao nói mày á, còn cái nhà này ai vô cái sự ngay không có được nói nghĩa khùng, nghĩa không có khùng. Đi để mẹ lấy cơm cho con ăn. Không có được nói nghĩa khùng. Mày ngồi đó, có mấy trăm đưa tao xài coi. Mấy trăm gì nữa, hôm qua em mới đưa anh 200 mà. Mày tưởng như nó nhiều lắm hả? Mày con đưa đi lẹ coi. Tiền đâu mà đưa nữa. Nè, dám cãi lời tao hả? Thì sao mày không làm gì mà cũng suốt ngày đến vợ mày vậy hả? Đừng đừng có đánh nữa, đừng có đánh thằng nữa mà. Đừng có đánh thằng nữa. Đừng có đánh thằng nữa. Mày mới nói gì? Tao nói ngắt trong cái nhà này nha. Đừng có tưởng tao ở đây. Muốn nói cái gì thì nói. Nghe chưa? Ở cái nhà này, đứa nào mà cãi lời tao á, tao đập chết hết. Bà cũng vậy nghe chưa bà già? Vô. Sao? Có chuyện gì mày cứ than quản hoài vậy? Cãi nhau với vợ nữa hả? Cãi gì mà kể. Tao là tao bực cái bà già vợ tao á. Cứ mỗi lần canh tao ra khỏi nhà là bà nói xấu, nói sau lưng. Mà bà nói cái gì? Thì bà thấy tao ở rể nhà bà, rồi bà coi thường. Bà nói ba cái chuyện. Thôi mệt mày ơi. Mày á, vậy là sướng rồi. Mày tưởng tao thích sống vậy lắm à? Tại tao làm ăn khó khăn thôi, tao mới về đây tao ở nè. Chứ tao mà làm ăn được á hả, có đưa xe rước tao cũng không về. Thôi, mày ở đó có chỗ ăn, có chỗ ở, cuộc sống cứ tèn tèn vậy á. Mày thấy vợ chồng tao không? Làm cực chết mẹ luôn mà nghèo vẫn cứ nghèo đó. Bộ mày tưởng làm rể sướng lắm hả? Mày về mày ở với ông già vợ tao kìa, rồi mày coi có sướng hay không? Vậy thì á, mày dọn ra ngoài mày ở đi. Mày nói hay quá à, ra ngoài vợ chồng tao cặp đất hả? Nếu vậy thì á, cố gắng sống ở đó, làm sao cho ông bảo không có thường mày. Ở thì tao vẫn ở đó chứ. Mà sao tao thấy mày cái tính mày giống già vợ tao hả? Nói lảm nhảm nhức đầu thấy mẹ. Thôi, uống đi. Tao nói thiệt cho mày biết nè, thật sự á, tao cũng chẳng ưa gì tính con và vợ mày á. Ông nói nhiều lắm. Có một thằng con trai duy nhất mà bị khùng khùng, rồi thêm mấy đứa con gái chẳng được cái tích sự gì, tối ngày về báo cha báo mẹ. Nhưng mà một bàn tay của ông á, lo hết gia đình. Tao nể ông nể cái đó đó. Mày nghĩ vậy là giỏi á hả? Tao nè, tao mà đi làm được á hả, tao giỏi gấp mấy lần ổng luôn. Nói thì dễ, làm mày khó mày ơi. Mẹ mày coi thường tao hả? Vậy mày làm chứng tỏ tao thấy đi. Mày á, bây giờ mày ở với ổng đúng không? Có chuyện cãi nhau với ổng hay là xích mích cái gì là anh quản đuổi mày đi luôn á. Tao thách ổng á, ổng mà đuổi tao ra khỏi nhà hả, tao phá banh cái nhà ổng luôn. Chọc ghen tao. Thôi uống đi, bữa nay mày nói chuyện tao nghe có cái mùi. Để rồi mày coi, tao không có giỡn với ổng đâu.
Ôi nè bà lại đi. Bà đi đâu mới về vậy? Qua đây tôi hỏi bà cái coi. Gì? Tôi đi qua bà sáng mới về. Nhà mình hôm qua nghe nói thằng Di gây sự nữa phải không bà? Thôi ông đừng nhắc nữa đi. Đúng là cái thằng này nó mất dạy thiệt đó nha. Cho ăn cho ở rồi mà lại không biết điều. Để nó về nó biết tay tôi. Thôi ông đừng có đụng chuyện với nó nữa. Tôi là tôi mệt lắm rồi. Bà mệt, cái này lỗi do bà hết đó bà. Ủa sao lại tại tôi? Tôi kể cho bà nghe nha. Hồi xưa bà biểu cho tụi nó về đây ở mà tôi đã không đồng ý rồi. Bà vẫn khăng khăng một hai đó cho tụi nó về đây ở. Đó bây giờ bà sáng mắt bà ra chưa? Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi kêu hai vợ chồng nó về đây ở là tại vì tôi thương con mình. Mà tôi đâu có ngờ cái thằng đó nó đốn mặt nó như vậy. Khi không rồi rước của nợ về nhà chi. Ê con Hàng, ở đây ba bảo coi. Dạ ba. Nghe nói hôm qua thằng Duy đánh con nữa phải không? Đâu có đâu ba. Mắc gì mà mày phải giấu? Cái thằng khốn nạn đó hả? Nó còn bóp cổ luôn thằng Nghĩa nữa đó. Cái gì? Nó bóp cổ thằng Nghĩa nữa hả? Cái thằng khốn ở đâu rồi? Tôi ở đây nè. Thằng kia, mày vô đây tao nói chuyện mày coi coi. Gì vậy ông già? Mới về kiếm chuyện rồi hả? Mày nói ai ông già? Mất dạy. Bữa nay mày ngon ha. Vậy chứ mày mét hả? Được, mày mét đi. Mày coi tao đập mày trước mặt ông bả luôn nè. Tao cấm mày đụng tới nó đó, thằng khốn. Nó mới đẻ đó, mày ác gì vừa thôi. Cái nhà này sao ạ? Bữa nay chơi hội đồng hả? Hội đồng chỉ được cái đông thôi. Vô tích sự. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Nhà này không chứa cái thứ như mày ham ăn biến làm. Mày nói lại lần nữa coi. Mày cút xéo ra khỏi kia. Không ai tao lấy cây tao đuổi mày. Mày ngon hả? Thôi không. Cái chuyện em mày. Mày. Ây da. Hôm nay á, tao cứu mày luôn tại đây nè. Giết bà luôn. Giết bà luôn. Ông ơi ông. Thôi ba. Mày. Bị cáo Trần Văn Duy, bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị hại Lê Văn Thuận? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo là chồng của Lê Thị Mỹ Hằng, là con rể của bị hại. Bị cáo có mâu thuẫn gì với bị hại hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, do làm ăn khó khăn nên bị cáo về ở bên nhà vợ. Cũng chính vì vậy mà bên nhà vợ bị cáo thường hay xem thường và nói bóng nói gió sau lưng của bị cáo. Chính vì vậy mà bị cáo và gia đình bên vợ thường xảy ra tranh cãi, trong đó có bị hại. Đó là nguyên nhân khiến bị cáo giết bị hại hay sao? Dạ thưa hội đồng xét xử, hôm đó bị cáo đi nhậu về thì bị hại mới đuổi bị cáo ra khỏi nhà. Trong lúc tức giận, bị cáo lỡ tay giết bị hại. Vậy lý do gì khiến bị hại đuổi bị cáo ra khỏi nhà? Dạ thưa, trước đó bị cáo và vợ có cãi lộn. Trong lúc nóng giận, bị cáo có lỡ tay đánh vợ mấy cái. Cũng chính vì vậy mà bị hại nóng giận đuổi bị cáo ra khỏi nhà. Theo bản cáo trạng, không chỉ vợ mình mà ngay cả người anh vợ là Lê Văn Nghĩa vốn bị chồng phát triển về trí tệ cũng bị bị cáo ra tay hành hung, có đúng không? Dạ đúng ạ. Đó không phải là lần đầu tiên, mà trước đó bị cáo đã nhiều lần hành hung vợ mình rồi, đúng vậy không? Dạ thưa phải. Hằng ngày bị cáo làm công việc gì để trang trải cuộc sống? Dạ thưa, hiện tại bị cáo đang thất nghiệp. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của bị cáo từ đâu mà ra? Dạ đều do vợ và bên nhà vợ chu cấp ạ. Bị cáo được gia đình vợ giúp đỡ nhưng lại không biết quý trọng, lại còn được nước lần tới nhiều lần hành hung vợ mình, thậm chí người anh vợ bị chồng phát triển về trí tệ, bị cáo cũng không nương tay. Bị cáo hành sự quá đáng đến mức bị hại là cha vợ phải đuổi bị cáo ra khỏi nhà thì bị cáo lại ra tay giết hại. Hành vi của bị cáo rất đáng bị lên án, cần phải nghiêm trị để làm gương cho người khác. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Duy là hết sức côn đồ, nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy mức án 15 năm tù về tội giết người
và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 91 triệu đồng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại Lê Văn Thuận và Đỗ Thị Nga đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Văn Duy hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo thì vốn nổi tiếng côn đồ, nhưng vì con gái của tôi thương bị cáo cho nên gia đình cũng đành nhắm mắt chấp nhận để cho con cái nó được vui vẻ. Trong thâm tâm tôi cũng muốn chấp nhận đứa con rể này lắm, nhưng mà nó quá đáng lắm, càng ngày càng hành động không có ra gì á, nhất là từ khi nó dọn dở chung với gia đình chúng tôi. Chồng tôi cũng vì quá bức xúc chuyện các con tôi đã bị cáo đánh đập cho nên đã bị sát hại. Tôi mong hội đồng xét xử hãy tuyên phạt mức án đúng người đúng tội với bị cáo. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo Trần Văn Duy, chị Lê Thị Mỹ Hằng đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Văn Duy hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc yêu và cưới bị cáo, tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra thảm kịch như ngày hôm nay. Giá như tôi nghe lời khuyên từ gia đình thì cha của tôi sẽ không bị chết thảm dưới tay bị cáo như vậy. Nhưng dù sao, bị cáo cũng là chồng của tôi. Tôi chấp nhận mọi phán quyết của hội đồng xét xử dành cho bị cáo. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Trần Văn Duy, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, trong lúc gây án vì có rượu cho nên lúc đó bị cáo không có tỉnh táo, những hành động của bị cáo không có kiềm chế được. Mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án nhẹ cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Duy là mang tính chất côn đồ, xâm phạm tính mạng của người khác và gây nguy hiểm cho xã hội. Dù trước đó đã bỏ trốn nhưng đã kịp ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đây là tình tiết có thể giảm nhẹ tội nên áp dụng điều 93, điều 46 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy mức án 15 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 91 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Được gia đình vợ cưu mang khi cuộc sống khốn khó, vậy mà Duy lại lấy oán trả ân, giết chết cha vợ chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có. 15 năm tù là cái giá Duy phải trả cho tội ác của mình trước pháp luật. Nhưng suốt cuộc đời về sau, Duy chẳng thể nào trả hết tội với gia đình vợ, nhất là với Hằng, người vợ đã bất chấp mọi rào cản để yêu thương Duy bấy lâu. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho Duy mà cho tất cả mọi người. Hạnh phúc khó tìm thấy nhưng lại rất dễ để đánh rơi. Hãy biết cách nâng niu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có để không phải nuối tiếc. Phía sau tiếng nấc thương đau. Bị cáo Phạm Ngọc Bai, vì sao khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình bên chồng, bị cáo không bình tĩnh tìm cách hòa giải mà lại ăn nói hỗn láo với ba chồng và còn đánh vào đầu em chồng một cách côn đồ như vậy? Thưa hội đồng xét xử, tất cả cũng vì bị cáo ấy, mình bị gia đình bên chồng đối xử quá bất công. Vợ thằng Hoàng Ngọc có nhà không? Hình như ba qua. Dạ, ba ơi, tụi con trong này ba. Ba vô chơi. Ông mời ba ngồi ghế. Ba qua đây có gì không ba? Ba. Thiệt. Có. Tụi bay không coi tao ra gì hết. Ba nói vậy là sao ba? Có chuyện gì ba nói đi, sao con thấy ba có dễ dặn quá vậy? Chuyện gì đó hả? Tao đã kêu vợ mày qua tao nói chuyện rồi, là tao với má mày sẽ lấy miếng đất để xây nhà thờ tổ. Tụi bay lo dọn dẹp đi đâu ở đi. Hai tháng nay không có thấy động tĩnh gì hết.
Hồi sáng nay tao kêu con Phương á, tao hoành nó nhá. Vợ mày á, chửi bới rồi đuổi nó về. Như vậy chẳng khác nào tao phải chửi cho mặt tao rồi. Bà ơi, thực sự là con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con không nghe vợ con nói gì hết á. Mai, cái này là sao em? Ba nói ba lấy lại đất từ 2 tháng trước là sao? Ba, con không ý định hỗn với ba đâu. Nhưng mà cô Phương con gái của ba đó qua đây ăn nói hỗn láo với con phải dạy dỗ cô lại chứ. Nè, chị nói ai hỗn láo hả? Tôi đã ăn nói rất là tử tế ha. Chính chị á mới là người không có biết điều. Mặt dày ăn bám đất của ba má tôi, đuổi hoài không có chịu đi. Còn lớn tiếng với tôi nữa. Mày dám lớn tiếng tao hả? Tôi chưa có làm lớn chuyện lo chuyện gái công an làm ai với chị lắm rồi đó. Mày em đi lớn tiếng hả? Ba thấy không? Con gái của ba nói hỗn hào với con gì đó. Con chửi cổ, có quan ớt không mà nói. Thôi, tao còn sống sờ sờ đây mà tụi mày muốn làm loạn lên hả? Còn thằng Hợp á, mày liệu, vợ chồng mày coi dọn đi. Còn con vợ mày á, thì gãi lại. Ở không được á, bỏ nó đi. Ba! Lấy con khác. Ba! Ba nói gì kỳ vậy ba? Sao ba nói vậy? Con nói thiệt ba, từ lúc con về làm dâu của ba tới bây giờ á, con ngậm đắng nuốt cay. Nhưng có bao giờ ba đối xử công bằng với con không? Ba thấy đi. Ảnh này là bệnh hoạn, đâu có mạnh khỏe như người ta đâu. Có cổ ba không thương mà còn ghét con nữa. Ba tôi làm gì mà chị nói ba tôi không có thương chị hả? Bất công với chị là sao? Cô biết cô còn hỏi nữa hả? Chỉ riêng bằng đất đai thôi, tự nhiên cô Phương á, ba cho miếng đất ngon lành đẹp đẽ. Còn vợ chồng con á, ba cho miếng đất ao đây nè. Một mình con á, phải kiêng từng kia gác lắp cho nó bằng. Chị cái mà nhà, chị mưa chị nắng, chồng con anh bệnh hoạn, đâu có phụ con được đâu. Giờ tự nhiên á, mà đuổi vợ chồng ra khỏi miếng đất này, tự nhiên vợ chồng con á, không có nhà ở. Vậy sao còn được ba? Em xin lỗi anh. Em nói cho anh biết á, là bởi vì em biết lúc nào anh cũng sợ ba anh á, anh sẽ nhẫn nhịn. Anh chịu thiệt, nhưng mà mẹ con của em á, không chịu thiệt nữa đâu. Anh chịu hết nổi rồi đó. Bây giờ mày mới lòi cái bụng thiệt của mày ra phải không? Tao nói cho mày biết mà. Ý tao vậy đó. Mày cảm thấy mà sống ở đây chèn ép mày quá đó, thì mày đừng có sống ở đây nữa. Hả? Đúng rồi đó. Nếu mà chị không thích á, thì chị cứ dọn nhà đi đi. Ha? Không việc gì phải cố gắng ở đây để làm khổ ba má tôi rồi anh hai tôi nữa. Cô em đi, cũng đại cô anh đó. Tại tôi gì? Tại tôi. Hả? Em đi. Ba với Phương về bển đi. Lát nữa con qua bển con thưa chuyện đất đai với ba. Thôi, tao không có đôi coi vợ chồng mày nữa. Tao đã quyết định như vậy rồi. Tụi bay liệu kiếm chỗ khác ở đi. Tháng sau tao động đất xây nhà thờ tổ. Tụi bay tính á. Khóc nữa, nghe anh nói nè. Nói gì nữa mà nói? Hồi nãy có ba mà, em anh đây sao không nói đi? Ba anh thì chửi tôi, em của anh thì xỉa xói tôi, anh đánh hình nè. Bây giờ ba và em anh về rồi đó, nó nói gì? Cứ thấy ba nó đúng rồi đó, anh bỏ thì cứ vợ khác đi. Đừng hỏi với tôi nữa. Mày cổng đầu nhà con bà phá đúng không? Tao đó. Đất của tao, tao có quyền. Sao ba ép vợ chồng cho đường cùng vậy? Anh Hợp không phải là con của ba hay sao? Thằng Tài là cháu nội của ba hay sao? Mà ba đã xử nhân dân đức lạ gì vậy? Ở trong cái nhà này á, ai là người dương nước lạ thì mày tự biết. Thằng Hợp với thằng Tài là máu mủ của tao. Tao có lấy đất, tao cũng có cách lo cho nó. Còn mày á, mày không chấp nhận được
thì mày cứ đi đi. Mà tao cũng không có muốn có một đứa con dâu mà hỗn hào như mày nữa. Con biết á, là phải bị người này bị cái thứ dâu. Tưởng anh em hoạn nạn có nhau, chứ vậy miếng đất thôi á, có nói chuyện người dân gì đó. Nè, chị nói gì vậy? Chị qua đây lớn tiếng với ba của tôi, rồi muốn nói gì thì nói hả? Chị nói ai xúi ba hả? Bộ chị không nghe ba nói là lấy đất lại để xây nhà thờ họ hay sao? Ba là trưởng họ thì phải lo nhang khói của tổ tiên. Chẳng lẽ cái phép tắc cơ bản như vậy mà chị không được dạy hay là sao? Tôi có đưa đất danh họ tên cô mà cô nói, hay là cô có tình cô không rạch hả? Cô nói cái dạy này cho tôi. Tao nhận mày đủ nghe chưa? Mất dạy mà. Mất dạy mà. Chị dám đánh tôi hả? Trời ơi chị. Mẹ có sao mẹ? Mau mẹ. Từ hội đồng xét xử lúc đó đó, cô Phương á tấn công bị cáo, rồi cô Phương với bà chồng bị cáo dùng nhiều lời xí nhục bị cáo. Bị cáo không kiềm chế được nên tự dạy thôi. Bị cáo nói mình bị tấn công và bị xúc phạm, sỉ nhục, nhưng tại sao lúc đó bị cáo không nghĩ tới việc nhờ chính quyền địa phương can thiệp giải quyết mà lại tự mình dùng hung khí để đánh trả như vậy? Chẳng lẽ bị cáo không lường trước được việc hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay hay sao? Dạ, bởi vì lúc đó bị cáo quá ức ức, bao nhiêu năm lấy chồng, làm dâu, phục vụ gia đình bên chồng, cho tới bây giờ bị đối xử như vậy, bị cáo không có cam tâm. Nhưng thưa hội đồng xét xử, xin hội đồng xét xử xem xét hành động của cô Phương. Cô rất là thường xuyên dùng nhiều lời xỉ nhục bị cáo, là em chồng á, và tối ngày cứ xỉ nhục, đưa những lời mắng nhiếc chị dâu, làm sao bị cáo chịu nổi chứ? Bị cáo không có chịu đâu. Vậy ở vai trò là một người chị dâu, một người con trong gia đình, thì bị cáo thấy mình xử sự đúng chưa? Bị cáo, bản thân là con dâu, bị cáo dù có cảm thấy bất bình về vấn đề gì trong quá trình chung sống thì cũng chỉ nên tìm cách nói chuyện với ba mẹ chồng một cách nhẹ nhàng, tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Còn với em chồng thì cũng nên cư xử như là em ruột của mình. Em sai hay có thái độ chưa đúng thì cần nhắc nhở chỉ bảo em. Việc bị cáo chọn cách phản ứng là lớn tiếng, hỗn hào và thậm chí xô xát với ba chồng và em chồng như vậy thì chính bị cáo cũng đã là sai rồi. Dạ, bị cáo biết lỗi của mình rồi, bị cáo hối hận lắm. Việc ba chồng bị cáo cho vợ chồng bị cáo miếng đất có bất cứ giấy tờ sang nhượng hay cho đất cụ thể gì không? Dạ không, chỉ là nói miệng không ạ. Như vậy thì việc ba chồng bị cáo muốn lấy lại miếng đất của mình cũng có gì sai đâu. Nếu xét về mặt luật pháp thì rõ ràng trong trường hợp này bị cáo phản ứng trước việc bị ba chồng lấy lại đất như vậy mới là không đúng. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét hồ sơ vụ án từ phía cơ quan điều tra, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Ngọc Mai đối với các bị hại là ông Đỗ Xuân Thành và chị Đỗ Ngọc Vương là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ. Việc bị cáo Mai dùng vật cứng là cục gỗ đập vào phần đầu của chị Vương và gây ra thương tích 3%, thể hiện chủ ý gây thương tích cho người khác. Do đó, viện kiểm sát đề nghị mức án phạt 6 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích và yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại là chị Đỗ Ngọc Vương số tiền 17 triệu đồng. Với trường hợp bị hại là ông Đỗ Xuân Thành, do giám định pháp y không có thương tích, ông Thành cũng không đưa ra được tài liệu nào chứng minh có giá trị pháp lý khác, nên bị cáo Mai không có trách nhiệm phải bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bị hại chị Đỗ Ngọc Phương đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử.
Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phạm Ngọc Mai hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi đề nghị là tăng mức án phạt lên. Và chị Mai á phải bồi thường cho tôi 23 triệu đồng thì mới thỏa đáng. Cái việc mà ba tôi lấy lại một miếng đất để xây nhà thờ họ là hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Vậy đó mà chị ta đã không biết điều rồi lại còn lớn tiếng với ba tôi, rồi đánh cả tôi nữa. Chị ta phải cần phải bị trừng trị thích đáng để làm một bài học. Nếu chị cho rằng việc chị dâu mình là bị cáo Mai lớn tiếng chửi rồi đánh ba chồng là sai, cần phải bị trừng trị đích đáng để làm bài học, thì về phần mình, chị nghĩ rằng đã cư xử đúng chưa khi bản thân chị cũng đã có những lời lẽ xúc phạm, thách thức và thậm chí cũng đánh lại chị dâu của mình. Việc bị cáo Mai có hành động như vậy là sai, nhưng cũng có phần đáng được thông cảm, vì thực tế bị cáo Mai cũng đã có công sức vào việc san lấp mảnh đất và gia đình đang ở, nhưng giờ lại phải chấp nhận mất trắng. Hội đồng xét xử sẽ xem xét và cân nhắc để đưa ra mức án thỏa đáng nhất dành cho bị cáo. Mời chị ngồi xuống. Mời người bị hại, ông Đỗ Xuân Thành, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Việc bị cáo Mai có nói ông cho vợ chồng bị cáo miếng đất để xây nhà rồi đòi lại, dẫn tới việc tạo ra bức xúc không nhỏ cho bị cáo, ông có thể nói rõ hơn về việc cho miếng đất này hay không? À, đúng là tôi có cho, được tôi đòi lại, nhưng mà nó có cái lý do của nó. Vợ chồng nó còn trẻ, có sức lao động kiếm tiền mua đất xây nhà, còn tôi già rồi, gần đất xa trời, muốn có một cái chỗ để xây nhà thờ họ, sau này còn nhang khói phụng dưỡng ông bà tổ tiên. Vậy tại sao ông không nói rõ ràng việc này ngay từ đầu để con cái không hiểu lầm rồi dẫn tới sự việc đau lòng như ngày hôm nay? Thưa đồng xét xử, mặc dù nói là cho, nhưng mà tôi còn giấy tờ tôi đứng chủ đất mà. Rồi vợ chồng nó không có hỏi tôi gì hết đó, lấy đất lấp đầy cái ao, rồi vợ nó còn qua nhà gây gỗ sanh sự, đánh con gái tôi với tôi nữa. Mà bản thân tôi cũng bị thương cái mu bàn chân phải nè, hổm rài chữa trị tốn hết 1.4 triệu á. Thử hỏi chứ con dâu gì mà nó hỗn hào hung hăng có chịu được không? Tuy về pháp luật mảnh đất là của ông nên ông có quyền đòi lại, tuy nhiên ông có từng nghĩ rằng đến cuộc sống gia đình của con trai như thế nào nếu phải dọn đi nơi khác ở trong tình cảnh như lúc này hay không? Huống chi mảnh đất này con dâu ông là bị cáo Mai cũng đã tốn nhiều công sức để cải tạo lại. Làm cha, đáng ra ông không nên quá cố chấp và cứng nhắc như vậy. Giải quyết vấn đề nóng này khi cho người vợ công nhà con mình rồi bênh con gái bằng cách xông vào đánh con dâu như thế. Ông có ý kiến gì khác về bản cáo trạng của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phạm Ngọc Mai hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi xin đề nghị tăng án phạt nó, với lại bồi thường tiền chữa trị hổm rài của tôi á. Mời đại diện viện kiểm sát cho ý kiến. Thưa hội đồng xét xử, qua giám định, viện kiểm sát xét thấy phía người bị hại là ông Đỗ Xuân Thành không chứng minh được ai là người gây thương tích, nên cơ quan tố tụng không xử lý đối với bị cáo Phạm Ngọc Mai về việc gây thương tích cho ông Thành. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Ông còn ý kiến gì không? Thưa hội đồng xét xử, mặc dù không có bồi thường tiền thuốc men cho tôi, nhưng mà tôi vẫn đề nghị tăng mức án cho nó ở tù để nó ngồi nó suy nghĩ cái tội lỗi của nó. Việc đó hội đồng xét xử sẽ xem xét và cân nhắc về ý kiến của phía bị hại. Mời ông ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp người nhà của bị cáo anh Đỗ Xuân Hợp đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông cho biết việc người bị hại là ông Đỗ Xuân Thành, đồng thời cũng là ba ruột của anh, có nói là vợ chồng anh tự ý san lấp ao và xây nhà mà không có sự cho phép của ông, có đúng không? Thưa hội đồng xét xử, ba tôi có nói là cho vợ chồng tôi miếng đất để xây nhà, nhưng mà sau khi lấp ao xong á,
thì ba lại đòi lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là ba chưa nghĩ thấu tình cho nên mới làm việc như vậy. Mà lúc đó tôi cũng không biết cái chuyện là ba sang nhà đòi đại đất, chị vợ tôi giấu, không có nói cho tôi biết. Tôi còn định qua bển để mà xin ba suy nghĩ lại, nhưng chưa gì á thì đã xảy ra chuyện rồi. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phạm Ngọc Mai hay không? Thưa đồng xét xử, tôi biết là trong chuyện này á, vợ tôi có nhiều phần lỗi, nhưng mà vợ tôi rất là hết lòng lo cho gia đình, lo cho chồng con. Còn bản thân tôi thì là thương binh, mang nhiều bệnh tật cho nên không làm được gì hết á. Mọi chuyện á đều là vợ tôi gánh hết. Kính mong hội đồng xét xử khoan hồng cho vợ tôi để về chăm lo con cùng với tôi. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Phạm Ngọc Mai, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, cho tới bây giờ á, riêng bị cáo thấy á, cả hai bên, bên nào cũng có lỗi hết á. Nhưng mà bị cáo là người có lỗi lớn nhất, là bởi vì á, bị cáo xử nó thường không có khéo léo với bên chồng. Nhưng mà xin hội đồng xét xử xem xét mà rút ngắn thời gian chẩm phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm về nhà lo cho con cán đáng gia đình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Ngọc Mai đối với các bị hại là chị Đỗ Ngọc Phương và ông Đỗ Xuân Hành là nguy hiểm, mang tính chất côn đồ. Tuy nhiên, xét thấy bản thân bị cáo là lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra xét xử tỏ ra ăn năn hối cải. Hành vi của bị cáo cũng xuất phát một phần từ lỗi của các bị hại. Do đó, áp dụng điều 104, điều 46, điều 47 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Mai 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là chị Đỗ Ngọc Phương số tiền là 17 triệu đồng. Riêng yêu cầu bồi thường của bị hại là ông Đỗ Xuân Thành, hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở nên không xem xét. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tuy không phải là một vụ án quá nghiêm trọng hay tàn nhẫn, nhưng thực sự đây là một vụ án thật đau lòng. Đau lòng khi tình cảm gia đình bị sứt mẻ, thậm chí là không còn nữa, chỉ vì tranh chấp đất đai. Tòa án có thể phân định được hình phạt pháp luật cho mỗi con người, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới có thể phân định được giá trị vật chất có đáng để chúng ta đánh đổi đi những điều máu thịt thiêng liêng hay không. Tuy biết rằng mồ hôi công sức mình bỏ ra rồi lại bị mất trắng là xót xa lắm, biết rằng không được đối xử công bằng là uất ức lắm, nhưng nếu Mai biết nói chuyện nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, vẫn biết ông Thành là cha, là chủ miếng đất, nhưng thật buồn ông đã hành xử không rõ ràng và đúng mực để gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Và với phận em gái, Phương biết tôn trọng chị dâu hơn thì đã không có phiên tòa đầy cay đắng hôm nay. Hồi sớm ta gọi thằng Bình với thằng Quang, tụi nó lao bận việc không có qua được. Cả năm rồi mà không có bữa nhậu nào có đầy đủ hết. Bởi vì tôi biết mà, nhắc tụi nó mới nhớ. Chẳng bù như hồi xưa, suốt ngày bù hú với nhau. Bây giờ là con cái nè, rồi nhà nội nhà ngoại nè, có bây giờ gặp nhau được đâu. Chỉ có anh em mình á, ở gần sát vách đây á, thì vô hú một cái là qua ha, đúng không? Vô vô đi. Nghe tao hỏi nè, hồi trước á mày với thằng Quang dùng cái bí kíp gì mà tụi bay học giỏi vậy? Trong khi tao lúc nào cũng đứng chót lớp hết. Mồi đây, mồi đây. Ồ, mồi đây, mồi đây rồi. Cảm ơn Sương nhiều nha. Mà sao anh giỏi quá. Trời ơi, tôi nói thiệt á chứ, có vợ đẹp nè, vợ xinh, rồi đảm đang nữa, tao cũng muốn đứng chót lần. Trời đất ơi, hôm nay á em cho ông xã của em á
nhậu với anh tới bến luôn đó. Chứ có gì đâu mà sếp định em dữ vậy. Nhất vợ nhì trời. Bữa nay anh sẽ tuân lệnh vợ, nhậu tới bến luôn. Vô vô. Vô. Em. Dạ. Em sao vậy? Sao suốt ngày cứ sếp 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 ở trên công ty không nói rồi về nhà. Anh nói cho nghe nha. Bạn anh là bạn thân, là cùng chồng em luôn. Anh là hàng xóm sát chách. Em nói vậy hoài kỳ quá. Đúng không mày? Nói đúng rồi đó. Ủa? Mà bộ ở trên công ty á, mày làm khó làm dễ vợ tao dữ lắm hả? Có không? Sao em sợ nó dữ vậy? Trời đất ơi! Anh này, anh nói tầm bậy tầm bạ không à. Sếp đây có bắt nạt ăn hiếp gì em đâu. Tại em quen miệng á nên em kêu vậy thôi. Anh nói vậy là nói oan cho ảnh đó. Kỳ cục quá à. Đúng rồi. Mày nghĩ sao vậy? Vợ mày ai dám đụng vô? Thiệt á, tao chỉ cần đụng vô một xíu là bà chằng ở nhà á xé xác ra tao từ trăm mảnh. Đúng không em? Mày á, mày mà đụng đi biết tay tao. Uống đi. Thôi vậy mấy anh ngồi chơi nha. Em phải đi vô trong á, xếp mấy bộ quần áo cho ngày mai ông xã của em đi làm xa nữa. Ngồi đây chơi, để đó, lát anh xếp cho. Thôi được rồi, anh cứ ngồi chơi thoải mái một bữa đi, để em xếp cho. Mà quan trọng á là anh nhậu vậy nè, rồi mai anh có sức chạy xe đường dài không đó. Rồi, nữa. Làm như tao con nít không bằng nó hoài à. Đâu phải anh mới chạy đây đâu. 4-5 năm nay anh chạy từ Nam ra Bắc, chạy vô chạy ra hoài à. Vậy mà cứ nói hoài. Đó, thấy chưa? Hôm nay anh Luận chứng kiến rồi đó. Ổng á, lúc nào cũng nhăn nhó em hết trơn á. Cằn nhằn như ông già vậy đó. Trời, anh có lỗi được chưa? Anh tự phạt. Mệt quá à. À, xém chút nữa là em quên rồi đó. Hồi chiều á, em có nhờ anh sửa giùm cái ống nước đúng không? Vậy mà anh cũng không sửa nữa. Anh có biết á là tiền nước tháng trước á là nó tăng lên dữ lắm không? Em trả tiền á, muốn xót cái ruột vậy đó. Nhờ có chút xíu mà cũng không xong nữa. Anh quên, em không chịu nhắc anh. Hồi chiều anh tính làm rồi mà tại hết băng dính. Định chạy ra mua á, thì thằng quỷ này nó tới nè. Quên việc vợ nhờ tiếng đá qua tao là sao? Chứ kỳ vậy? Thì đúng rồi, mày không tới là tao đi mua được rồi. Em không có biết đâu đó nha. Lần trước á là cái bóng đèn á là em đã thay rồi đó. Chẳng lẽ bây giờ em phải đi học luôn sửa ống nước để em sửa luôn quá à. Có chồng gì đâu, chán ghê. Chẳng giúp gì được hết trơn á. Thôi thì có gì mai em mua băng keo về em quấn đỡ đi. Rồi anh về anh tính. Thôi, để ngày mai tao qua. Ống nước là chuyện nhỏ, coi như là tao qua chuộc lỗi. Do tao mà mày quên việc của vợ mày. Được không? Thấy hả lòng chưa? Mày hứa là phải giữ lời đó nghe chưa? À, đương nhiên. Bởi vậy, bạn thân hay không mới là nhờ những lúc như vậy nè. Dạ. Để cảm ơn tấm lòng của mày, tao sẽ tự thưởng uống hết ly này. À, được, được, làm đi, làm liền. Xong rồi. Chi nhỏ như con thỏ. Thì anh nhiều tài. Mà tài nhiều nhất của anh á, đó là làm cho người ta như ông chết vậy đó. Ôi mà, đừng có chết. Để anh bù cho. Mệt quá. Cũng vì chồng em nó cứ cái lĩa ở đó ngứa mắt. Anh cũng đâu có sung sướng gì đâu. Thôi đi, anh đừng có đổ thừa cho chồng em. Chứ không phải anh ở nhà với vợ anh hả? Trời ơi, bả xuống chứ anh có xuống đâu. Ừ, anh không có được cái gì hết trơn á. Chỉ được cái dẻo mỏ là giỏi à. Thấy ghét hả? Ghét hả? Trời ghét luôn. Mệt anh quá hả? Nguyễn Sứ hả? Nguyễn Sứ tới. Ai vậy? Anh ở ngoài sửa nước nhìn bạn anh vậy đó hả? Anh Anh đi! Đi qua kia nước cho tôi! Đi!
chị nghe tôi giải thích từ từ. Chị làm cái gì vậy? Chị muốn tôi ra coi, chị bị điên rồi. Chị làm cái gì vậy? Qua nhà ông Tuấn. Chị điên à? Ê, anh với Trương. Em, chị dám đánh tôi hả? Mày câm cho tao. Mày chửi tôi điên hả? Mày muốn thấy tao điên thiệt đến phun con quỷ cát. Con quỷ cát. Mang tiếng là bạn thân của chồng mày mà mày cũng không chừa. Vậy là mày không còn thích chữa nữa. Đi ra. Còn tao, tao coi mày như là chị em trong nhà. Mà mày đối xử với tao như vậy đó, con khốn nạn, mày chết đi. Chết đi, mày điên rồi. Chạy buông ra tao. Em bỏ ra đây. Chồng mày không có ở nhà. Chị buông tôi đi. Bình tĩnh lại đi. Đưa em ra cho tôi. Chồng mày không có ở nhà thì mày ở nhà ông Tú, ông anh chồng của mày đó. Tao coi á, từ nay về sau mày còn mặt mũi ra đường để mày giật chồng người ta nữa không nha. Đây, đi ra. Chị nghe tôi giải thích đã. Chị mày đi. Anh vậy anh ra. Em bình tĩnh lại đi mà. Bình tĩnh hả? Anh xóa cái bồn nhí của anh đúng không? Tôi nói cho anh nghe nè, tôi xử nó xong á là tôi nói chuyện với anh, với cả gia đình của anh. Anh liệu lo thân của anh đi. Anh cứu em với. Đây, buông tôi ra. Đâu anh? Bây giờ chuyện con Sương với Trần Luận, ta không còn gì để bàn nữa. Hôm con Thương á làm hầm mỹ ở bên nhà của tao, tao mất mặt lắm rồi. Còn bây giờ á, vợ chồng mày nhắm làm gì thì làm, chứ danh dự của gia đình bao năm nay đã sống ở đây đã mất hết rồi. Anh hai, em biết lỗi là của em, cho em xin lỗi anh hai. Em cũng không cần xin lỗi. Nói gì thì nói, thằng Tùng á, với việc công việc ít khi về nhà. Anh thấy á, thiệt thòi cho em lắm. Mà chưa bao giờ anh thấy nó xử tệ với em. Nếu mà nó sai thì anh sẽ dạy bảo nó. Còn lần này anh không hiểu. Nếu mà cảm thấy sống với thằng này á, thiệt thòi quá, để phải đi ngoại tình với người khác, thì ly hôn đi. Anh ơi, em biết lỗi là của em sai rồi, em xin lỗi ạ. Anh bỏ qua cho em lần này được không anh? Tùng, em suy nghĩ lại đi. Anh qua đây để nói chuyện hòa giải cho hai vợ chồng, chứ không phải để bỏ với nhau đây. Em cảm ơn anh hai, nhưng em đã quyết định rồi. Hạng đàn bà đã dám ngoại tình thì không đáng để giữ lại. Tôi sẽ ký đơn ly hôn. Ký xong rồi á, cô đi đâu thì đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Anh ơi, em van xin anh. Anh cho em một, anh cho em làm lại từ đầu. Anh bỏ qua cho em lần này nha anh. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là thằng bạn thân nhất của tôi? Tại sao cô biết vợ con ở sát bên nhà mà cô còn làm như vậy hả? Em xin lỗi, em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh ơi. Em xin lỗi anh. Thôi, gì thì gì, em phải nghĩ lại tình cảm của hai vợ chồng sớm bao năm nay, những cái rắc rối gì thì gỡ. Em hiểu không? Em hiểu ý anh hai rồi. Thôi, anh hai về nghỉ đi. Em muốn được yên tĩnh một mình. Ừ, đi xa về cũng mệt rồi, rồi nghỉ ngơi đi, anh về. Cảm ơn anh hai. Mày qua đây, tao muốn nói chuyện với mày. À, xong công việc tôi qua liền. Em xin lỗi. Anh ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Em đi đây. Đi đi! Đi hết đi!
Mày gọi tao qua có chuyện gì vậy? Sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Hả? Tao... Mày trả lời tao biết đi! Tao xin lỗi. Mày xin lỗi? Bây giờ tao qua tao phá nát gia đình mày, tao xin lỗi được không? Hả? Mày bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh hả? Tại sao vậy? Tao coi mày còn hơn anh em trong nhà. Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Con lại! Thằng chó, mày đứng lại cho tao! Mày bình tĩnh lại đi. Mày bình tĩnh lại tao đi. Khốn nạn! Thằng phản bản! Khốn nạn! Bị cáo Vũ Thanh Tùng, bị cáo với bị hại từng là bạn thân, học chung, lại là hàng xóm, sao lại nhẫn tâm chém anh phạm công luận như vậy? Thưa hội đồng xét xử, Luận là bạn của bị cáo, cũng là sếp của vợ bị cáo, nhưng khi bị cáo vắng nhà thì lại ngoại tình với vợ của bị cáo. Một người là vợ, một người là bạn thân, bị cáo thật sự không chịu đựng nổi. Đành rằng bị hại và vợ của bị cáo đã sai trong việc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, nhưng đâu có nghĩa bị cáo có thể lấy đó làm cái cớ cho hành vi dùng dao truy sát người khác như vậy. Bị cáo có nghĩ rằng khi làm như vậy thì chính bị cáo cũng sẽ là người phải chịu sự trừng trị của pháp luật hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết chỉ vì quá nóng giận bị cáo đã không làm chủ mà gây ra tội. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ vụ án và diễn biến trong phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Thanh Tùng đối với bị hại Phạm Công Luận là cố ý giết người. Vì khi anh Luận bỏ chạy, Tùng vẫn không buông tha mà đuổi theo chém gây tổn hại 65% sức khỏe cho bị hại. Tuy nhiên, xét một phần lỗi lớn do bên bị hại. Còn bị cáo, sau khi gây án đã tích cực hỗ trợ hậu quả, đền bù thiệt hại và phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Dựa vào điều 95 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù dành cho Vũ Thanh Tùng đối với tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bị hại anh Phạm Công Luận đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bản thân anh là một người đã có vợ, anh và bị cáo là bạn, lại là hàng xóm của nhau, vậy tại sao anh lại quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với vợ bị cáo như vậy? Thưa hội đồng xét xử, dạ, tôi là bạn thân của Tùng, ngoài ra còn là hàng xóm nữa, thì thấy Tùng thường xuyên xa nhà thì cũng muốn qua giúp đỡ. Lâu ngày thì phát sinh tình cảm với Sương, rồi chuyện đi quá sai lúc nào tôi cũng không rõ. Anh có ý nghĩ gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Tùng hay không? Thưa hội đồng xét xử, Tùng là bạn của tôi, chuyện xảy ra đến nông nỗi này, lỗi chính là của tôi. Mong hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho Tùng để Tùng sớm ra tù, tôi cũng đỡ bị áy náy. Mời anh ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Ngọc Sương, vợ của bị cáo Tùng, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý thức được rằng việc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác sẽ gây ra tác động tâm lý rất lớn đến người bạn đời của mình hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết hành động của chồng tôi đối với anh Luận á, một phần lỗi là do tôi. Nếu như mà tôi không yếu lòng
không ích kỷ nghĩ cho chồng tôi nhiều hơn thì mọi việc đó không xảy ra như ngày hôm nay. Vậy chị thấy chồng của mình là một người như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, anh Tùng là một người cộc tính, dễ nổi nóng, nhưng lúc nào cũng yêu thương vợ con. Có những lúc anh đi làm xa, nhưng lúc nào cũng nghĩ về gia đình. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Tùng hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, mong hội đồng xét xử giơ cao đánh khẽ để giảm án cho chồng tôi mau sớm trở về với gia đình. Tại tôi biết lỗi ngày hôm nay một phần cũng là do tôi mà gây ra. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Vũ Thanh Tùng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Thưa hội đồng xét xử, thật sự bị cáo rất yêu thương vợ nên đã để đánh mất lý trí khi thấy cổ ngoại tình. Bị cáo cũng rất quý bạn của mình, nhưng vì không thể chịu được mà đã phạm tội. Bị cáo biết mình phải trả giá cho việc làm mình đã gây ra, nhưng xin pháp luật có thể khoan hồng cho bị cáo có cơ hội trở về với vợ. Hai vợ chồng gạt đi quá khứ, làm lại từ đầu. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc và được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Thanh Tùng đối với bị hại Phạm Công Luận là hành vi cố ý giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, khiến anh Luận bị thương tật 65%. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có một phần lỗi lớn để dẫn đến sự việc. Sau khi gây án, bị cáo đã chủ động bồi thường tổn thất cho bị hại 70 triệu đồng. Bị cáo đã ăn năn, hối lỗi, chủ động khai nhận và được bị hại xin giảm án là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ Điều 95 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Tùng 5 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ngồi ở hàng ghế dự khán theo dõi phiên tòa, tôi cảm thấy đáng thương cho người chồng trong câu chuyện này. Dẫu hôm nay chính anh đang đứng trước vành móng ngựa, bởi thử đặt mình trong cảnh ngộ của anh, có điều gì đau lòng hơn thế? Khi bao năm xa nhà mưu sinh vì mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, nhưng ngày trở về lại phát hiện vợ mình ngoại tình, chung giường với một gã đàn ông khác. Thế nhưng tôi cũng trách anh vì giận quá mà mất khôn. Giá mà anh bình tâm lại, chọn cách giải quyết khéo léo hơn, ly hôn hoặc nhờ đến sự phán xử của pháp luật, thì đâu phải đón nhận bản án tù như ngày hôm nay. Tôi cũng thấy giận chính người vợ của anh. Dẫu biết những thiệt thòi của phụ nữ khi sống cảnh xa chồng, đôi khi yếu lòng mà ngã vào vòng tay người đàn ông khác, nhưng giá như chị chọn cách thẳng thắn thú nhận với người chồng của mình, rồi giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân trước khi tìm một nơi gửi gắm tình cảm khác, có thể mọi chuyện đã khác. Và tôi cũng giận chính nạn nhân, người đàn ông đã xen vào cuộc sống hôn nhân của bị cáo. Nếu như anh ta biết trân quý gia đình mình, biết cách giải quyết chuyện tình cảm một cách đúng đắn, thì có lẽ đã không phải trả giá đắt như thế. Bị cáo Võ Văn Tài, tại sao bị cáo lại dùng dao giết bị hại Trần Văn Công? Dạ thưa hội đồng xét xử, do ba vợ của bị cáo xúi vợ của bị cáo ly dị mình, với lại hôm đó bị cáo có qua nhà ba vợ của bị cáo rước con gái về nhà chơi, thì ba vợ của bị cáo lớn tiếng xỉ giả. Em
tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, nếu mà không có gì quan trọng á thì anh bớt qua đây kiếm tôi đi. Anh qua đón con về, ngày mai đám giỗ ông nội nó. Thì tôi tính á là ngày mai chở nó qua bển thắp nhang, chiều nay nó còn đi học tiết phụ đạo nữa, anh rước nó qua bển sớm làm gì? Ừ. Nga. Cái gì vậy? Thật sự anh qua đây á là để gặp em đó, vợ chồng mình quay lại với nhau ha em. Anh làm ơn đi, tôi với anh á đã ly hôn rồi, anh đừng có gây phiền phức cho tôi nữa được không? Anh biết anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm, nhưng mà dù sao á, vợ chồng mình cũng có tình nghĩa mà em. Ở với nhau cũng có hai mặt con rồi, mình vì con mình quay lại ha nghe. Anh buông tôi ra đi. Em, anh mới tìm được việc làm nè. Anh biết em còn tình cảm với anh đúng không Nga? Em, vì con, thương con, mình quay lại ha em. Nếu như mà anh thương con á, anh đưa con Hoa đây cho tôi nuôi, mỗi tháng anh chu cấp tiền sinh hoạt để tôi lo cho tụi nhỏ. Anh biết rồi, nhưng mà bà nội đâu có chịu đâu, bà nuôi mến tay mến chân rồi. Em, vì con, quay lại ha em. Anh mới tìm được việc làm nè em, rồi vợ chồng mình á sống với nhau đó, con mình nó có cha có mẹ hạnh phúc hơn nữa ha. Anh buông tôi ra đi, anh làm cái gì vậy? Anh không buông vợ anh ra nữa đâu. Anh kỳ quá, anh buông tôi ra. Biết kể rồi mà. Mày làm gì đó? Buông nó ra ngay. À, ba. Dạ, con chào ba vợ. Ai làm ba vợ của mày? Dù sao hai đứa con cũng sống nhau cũng 6 năm trời rồi, làm rể của ba 6 năm thì con chào ba vợ. Mày cố tình nhắc lại cái chuyện sai lầm của tao để chọc tức tao phải không? Ủa, sai gì ba? Mày hỏi ngu hả? Sai lầm nhất cuộc đời tao là gả con Nga cho cái thằng khố rách áo ôm như mày đó, lười biếng ăn chơi như mày đó. Ông vừa phải thôi nha. Tôi qua đây để rước con tôi về bển đám giỗ ông nội đó, chứ tôi không muốn qua gặp ông đâu. Nghèo rớt mùng ơi, mày đặt chỗ quải linh đình. Ông có rảnh đi kiếm việc làm thêm để lo cho con qua. Không chăm sóc cho nó được tử tế thì đưa qua đây cho mẹ nó chăm sóc có thể tốt hơn đó. Nè, ông già, ông nói tôi được, đừng có nói tới chuyện gia đình của tôi nha. Vợ con của tôi nuôi, ông coi chừng tôi nha. Coi chừng mày cái gì? Mày xách dao hù dọa tao nữa đó hả? Tao thách mày đó. Ông. Ừ. Thôi anh làm ơn anh đi về giùm tôi đi, ngày mai tôi chở con qua thắp nhang sau cũng được. Đi đi, anh đi về trước đi. Mày về á rồi đừng có trở lại đây nữa, tao cũng sắp gả con Nga cho người khác rồi, đừng có bước chân vào cái sân nhà tao nữa cái chưa. Mất nết cái mặt của nó là không ưa nổi rồi. Thôi mà ba, con thấy chuyện qua lâu rồi mà sao ba cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy? Tại nó ngu, nói hoài mà cái mặt nó cứ lì ra. Nhưng mà không phải đâu, nó lì lợm ra để dụ dỗ con về bởi làm khổ con nữa đó. Mà ba nói trước nha, con mà nghe lời nó mà quay trở lại với nó đó là ba từ mặt con luôn, nghe chưa? Dạ. Con nít thôi nha anh hai, ngày mai còn lo công chuyện nữa đó. Công chuyện á, tao vẫn làm, nhưng mà tao ghét, tao nhớ đến cái mặt ông già đó, tao chịu không nổi. Đúng rồi đó, mày phải cho nó uống nhiều vô nó mới quên được chứ. Gặp như tao á, mà là nó, tao đá trong già là mấy đá. Mày tưởng tao ngán không hả? Có lần á, tao với ông cãi lộn, tao dọa sẽ lấy dao đâm ổng. Bây giờ thấy tao hiền, ổng lập tới. Bởi vì cái tánh của anh vậy không à. Dù sao á, ổng là ba vợ của anh, thì nhịn người ta ăn tiếng đi. Nhịn cái gì mà nhịn hả? Thôi vô nè. Nhưng mà tao ghét ổng, chính ổng á, ổng bơm dầu vào lửa để vợ tao á với tao là phải chia tay nè. Em thấy cái chuyện này á cũng là do anh hết. Anh công việc anh bỏ ở bên không lo làm, rồi đi cờ bạc nợ nần tùm lum. Dĩ nhiên chị Nga là con của ổng, ổng phải xót chứ. Ê, mày nói vậy đâu có được. Ổng là cha là mẹ mà xúi con ly hôn vậy là không có được. Đáng lẽ là ổng phải hòa giải cho hai đứa nó. Tao nói thiệt á, là đằng này là ổng ghét mày á, ổng làm vậy á, ổng phá cho hôi đó.
Lúc mới cưới thì một con rể, hai con rể. Bây giờ nghinh nghinh cái mặt thôi, ghét. Tao với vợ tao cãi lộn hả? Ổng bơm vô không đó. À, tao nói với mày nghe nè, bây giờ mày phải làm cái gì đó cho ổng nể mày. Chúng thôi á là ổng khinh mày cả đời luôn đó. Sai lầm nhất cuộc đời tao là gả con Nga cho cái thằng khố rách áo ôm như mày đó. Lười biếng ăn chơi như mày đó. Ông, mày cứ yên tâm đi, tao đi làm kiếm tiền, kiếm một đống tiền luôn, tao qua bển tao trôi với cái bằng mặt của ổng, coi thử ông có khinh thường thằng này nữa không. Mày làm gì làm lẹ lẹ nha, chứ ổng mà gả con Nga cho cái thằng gì ở sống trên á, tao nghe đâu là con đại gia. Ổng gả rồi mày có nhiều tiền cũng như không à, không làm được gì đâu. Thì đúng rồi, chị Nga với còn trẻ mà, không lẽ người ta để con người ta chịu thiệt thòi. Mày hay quá ha, gái một lần đò nè, hai đứa con nữa, cho người ta cũng không thèm. Không dám đâu, con Nga tuy là gái hai con nhưng mà nhìn, ê, nhìn cái tướng còn bá lắm à. Tao nghe đâu là ổng muốn gả con Nga cho thằng đó thiệt. Cho nên mấy lần mày qua nhà đó, ổng xua đuổi mày đó. Chứ không dám hả? Ủa, mắc gì không dám, con Nga là con của ổng, còn mày bây giờ với Nga là người dân nước lạ. Mắc gì không dám gả. Rồi không có đâu anh hai ơi. Im đi. Mày về á, rồi đừng có trở lại đây nữa. Tao cũng sắp gả con Nga cho người khác rồi. Anh làm cái gì ba tôi vậy? Anh bị điên rồi. Ba, ba ơi ba, ba ơi không, cứu ba tôi với, cứu ơi không, ba ơi, ba, ba đừng có bỏ con như ba ơi, ba ơi, cứu ơi không, cứu ba tôi với, cứu ơi không, ba ơi, ba, ba, ba đừng có bỏ con như ba. Tối hôm đó, vì nhậu quá say, không có kiềm chế được, thầy cảm thấy tức tối. Bị cáo qua nhà ba vợ, không ngờ lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chuyện vợ chồng ly hôn là mâu thuẫn giữa hai người. Tại sao bị cáo lại cho rằng bị hại là nguyên nhân dẫn đến việc vợ bị cáo ly hôn mình? Chuyện vợ chồng bị cáo vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng vì do mâu thuẫn về tiền bạc, ba vợ của bị cáo chẳng những không khuyên can mà còn xúi giục vợ bị cáo đâm đơn ra tòa. Nhiều lần bị cáo muốn hàn gắn tình cảm nhưng ba vợ của bị cáo nhất quyết không chịu. Mời chị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Võ Văn Tài đối với bị hại Trần Văn Công là tội giết người. Bị cáo đã chuẩn bị sẵn hung khí để tước đoạt mạng sống bị hại bằng một nhát dao vào ngực của bị hại, khiến cho bị hại đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo còn không thừa nhận hành vi chém ông Công. Căn cứ vào điều 93 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với hành vi giết người của bị cáo Võ Văn Tài. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện bị hại chị Trần Phương Nga đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị Trần Phương Nga, chị Nga cho biết mối quan hệ giữa bị cáo Tài và bị hại Trần Văn Công là như thế nào?
Dạ thưa hội đồng xét xử, anh Tài từng là con rể của ba tôi. Sau khi tôi và anh Tài ly hôn, ba tôi và anh Tài thường xảy ra xung đột. Có lần cãi vã, anh Tài còn dùng dao đe dọa ba tôi nữa. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, dù sao chúng tôi cũng là tình nghĩa vợ chồng. Biết nhà ảnh khó khăn nên gia đình nhà tôi không có đòi tiền bồi thường. Còn về bản án, tôi tin là hội đồng xét xử sẽ kết án công bằng, đúng người, đúng tội. Mời chị ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, anh Võ Văn Tấn, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh Võ Văn Tấn, anh có biết mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại hay không? Dạ, tôi có biết, thưa hội đồng xét xử. Hôm đó, anh Tài có nhậu chung với tôi, rồi vẻ mặt bực tức. Từ bên nhà của bác Công đi về nhà, tôi cũng có khuyên can ảnh vài câu, nhưng mà không ngờ ảnh lại gây ra cái thảm án như vậy. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, thì cũng trong lúc đó đó, do anh Tài có men, cho nên là anh Tài mới có ý định là giết người. Thì hoàn cảnh của anh bây giờ còn hai con nhỏ nữa. Tôi kính mong hội đồng xét xử hãy giảm án cho anh, để anh còn có cơ hội quay về để chăm sóc cho hai cháu. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Võ Văn Tài, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào án. Dạ thưa hội đồng xét xử, mới đầu bị cáo không nhận tội là do bị cáo sợ quá, bị cáo không dám. Nhưng bây giờ bị cáo cảm thấy hối hận vì phút nhất thời nóng nổ mà bị cáo đã gây ra tội lỗi quá lớn đối với ba vợ của mình. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, để bị cáo mau trở về còn nuôi hai đứa con nhỏ. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghi án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Võ Văn Tài đối với bị hại Trần Văn Công là phạm tội giết người. Hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây đau thương mất mát cho gia đình của bị hại, gây hoang mang bức xúc trong dân chúng, nên cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Căn cứ vào điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tài tù chung thân vì tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Sau nhiều lần thuyết phục vợ cũ quay về không được, bị cáo Tài đã trút cơn thịnh nộ lên cha vợ cũ bằng đòn thù oan nghiệt, cướp đi mạng sống của ông trong một đêm kinh hoàng, để rồi chuốc lấy bản án tù chung thân. Đó là cái giá mà bị cáo phải trả cho tội lỗi của mình. Nhưng người khiến cho tôi phải nghĩ tới nhiều nhất khi ngồi dự khán phiên tòa chính là chị Nga. Có lẽ chị sẽ luôn dằn vặt bản thân khi chính cuộc hôn nhân của chị đã phần nào liên lụy đến gia đình. Tôi tự nhủ, một tờ đơn ly hôn những tưởng sẽ giải thoát cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ, nhưng giờ lại đẩy họ rơi vào thảm kịch. Người thì tù chung thân, người lại mang nỗi đau mất đi người thân vĩnh viễn. Giá mà họ biết cách ứng xử văn minh, mềm mỏng với nhau, thì ly hôn không còn là cuộc chiến, và nỗi đau từ những đòn thù oan nghiệt như thế này sẽ không xảy ra. Có lẽ đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi chúng ta cần nhìn vào đó để cảnh tỉnh bản thân mình.